Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Đây là bữa tối của gia đình Dung á, có bánh bao, có thịt gà nhồi nấm. Dung làm thử cho ngày lễ tình nhân đó cô chú anh chị. Thịt gà này lụi này là của Nhật nha, Dung mua sẵn. Bánh bao. Là bánh. No, bánh bao. Bánh bao. Tiens, regarde. C'est quoi ça? Tu veux des brochettes? Des brochettes? Cinture, ma couture? Eh? Non, cinture, ma couture? Cinture, ma couture? Voilà, comme ça, je vais chercher le courgette. Allez, hop! À, buổi chiều thì Dung làm gà lụi này, Dung mua một hộp nhiều lắm á cô chú anh chị. Người này nó lo lụi sẵn mà họ bán đông lạnh á, nhưng Dung mua về Dung thấy đi ăn nhà hàng thì người ta cũng bán cái này vào buổi trưa đó, thấy cũng rất là ngon. Ăn kèm với lại salad trộn. Oui. Tu sais où tu avec les grosses brochettes, ouais. Tu mets des crevettes avant. Ouais. C'est pareil comme des crevettes. Ouais. Non non. Dung xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dung mời cô chú anh chị và các bạn ăn tối với gia đình Dung nhé. Tu veux pas essayer le bolo là? Hein? Le poulet là? Le bain couteau? Le bain de zèbre? Allez là. Je fais une brochette. Papa, non. C'est la même pique que les allumettes. Ouais. Non. On dirait que ça brûle. Un comment? Rien. C'est très bon ça. Je sais pas. Rien. Rien. Ouais. Comme, un comment? Yeah. On dirait du fromage. Non. C'est la sauce. Hôm trước thì Dung ăn thử cái cánh gà với cái nước sốt thì khách sếp nói là ok rồi cô chú anh chị nhớ. Nhưng mà sếp nói là để làm thử cái đùi gà nhồi với nấm, mình làm đùi gà lóc rút xương á cô chú anh chị, cái nhồi với nấm á. Hôm nay Dung làm thử ăn coi nó ra làm sao. Mà cái này thì mình không có cho nó vào trong nước sốt, thì nước sốt thì Dung sẽ lót ở dưới cái dĩa cô chú anh chị, rồi mình sẽ cho thịt lên rồi ăn kèm với lại rau cái này cái kia trang trí vô nữa, vì cái đó là ông sếp làm. Cái gà lụi này nè cô chú anh chị, Dung đi ăn ở nhà hàng Nhật á, thì Dung thấy họ làm trong thực đơn buổi trưa, Dung ăn cũng thấy ngon lắm, mà không thấy họ bán sẵn á ở trong siêu thị á, thì mua về mà ăn thử. Cái gà này nó giòn ghê cô chú anh chị, thịt nó trong veo luôn á, giòn mà người ta ướp mật ong với lại cái sốt gì đó, cái sốt hoisin á, cái sốt mà tương barbecue á cô chú anh chị, thấy nó sạch sạch ăn cũng được, ngon ghê. Bánh bao. Người mà chị còn lấy thì bánh bao. Ê, Lulu, sao? Bánh bao. Là cái đồ phun ở Việt Nam ấy. Được quá. Ở Bordeaux cũng được. Bánh bao. Oui. À, Dung kể cho cô chú anh chị nghe là Dung mua vé máy bay đó cô chú anh chị. Nhưng mà cái vé máy bay của mình á,
Việt Nam á, vừa mới hí hửng khoe với mấy chị xong là mua được cái vé giá nó rẻ rồi chú anh chị, nó không có cao lắm. Bốn người mà mình mua là 3.900 thôi, là rẻ nhất rồi đó nha cô chú anh chị. Xong rồi cái chặng mà từ Toulouse lên Paris á, là Dung quá cảnh một tiếng. Dung quá cảnh một tiếng 5 phút của chú anh chị. Xong mình làm thủ tục lưu thông tin trên trang web của Air France hết rồi, cái mình mua vé cách được một tuần nữa cô chú anh chị. Xong cái Dung nhận được cái mail vừa ngủ đêm sáng ngày vậy, nhận được cái mail của Air France biểu là bạn vô kiểm tra lại là cái vé của Dung đổi rồi. Dung nói trời gì nữa vậy trời, chưa bay mà gặp cái này gặp cái kia rồi đó. Cái Dung vô Dung coi á, thì cái chặng mà từ Toulouse lên Paris á cô chú anh chị quá cảnh là 1 tiếng 5 phút, nhưng mà họ nó đổi lại thành còn có 20 phút thôi. Dung mới nói ông xã Dung là 20 phút không có đủ để mà mình đổi cái cổng rồi qua hải quan rồi này kia tùm lum trơn, gặp đi có con nít nữa. Cái giờ không biết làm sao, cái Dung mới nói thôi chạy xuống sân bay của Toulouse rồi đó cô chú anh chị á, người ta đổi cái vé lại cho Dung. Nhưng mà bà ấy nói với mình á là cái chặng từ Paris về Sài Gòn là đã ấn định rồi, không có đổi được. Bây giờ là chỉ có đổi là một là đổi cái chuyến bay từ Toulouse của Dung, hoặc là nếu mà không có chuyến nữa thì hết chỗ cái chuyến bay từ Paris về Sài Gòn rồi thì họ sẽ xếp cho mình bay cái chuyến ngày hôm sau. Trời ơi là hên cô chú anh chị ơi, cái mình cũng rầu á, đi về nhà xong rồi cái nói trời giờ không biết bay ngày giờ nào hết trơn, nó chán gì đâu á. Cái về nhà của chú anh chị, cái qua hôm sau họ gọi điện cho mình thì họ gửi mail, họ nói là họ sẽ gửi mail cái lịch bay lại cho gia đình Dung. Dung bay cái chuyến bay từ Toulouse lên Paris với chú anh chị bình thường là 12 giờ trưa Dung sẽ bay, nhưng mà họ giờ lại là cái chuyến bay sớm nhất vào buổi sáng là 6 giờ kém 45. Ở nhà Dung là phải dậy sớm thật sớm, 3 giờ sáng không phải đi ra sân bay. De quoi tu parles? À pour le riz. Je vais raconter, on vous se lève à 3h du matin, vous partez à 4h. 4h, 5, 6. Ouais. Oh, non, on faut partir d'ici à 3h, je t'avais. Oui, on est ici à 3h. Ouais. Ouais. Từ nhà Dung xuống sân bay Toulouse Blagnac có cô chú anh chị là gần khoảng 1 tiếng đồng hồ lận, cho nên là 3 giờ mình sẽ đi và 4 giờ mình ra sân bay, nhiều khi giờ trục trặc cái này cái kia nữa, cho nên là nhà Dung thả đợi ở sân bay chứ không có đi sát giờ cô chú anh chị rồi check. Là bây giờ là giấy tờ thủ tục đồ này kia là mình cầm sẵn tay hết rồi á, chỉ còn chờ ngày đi bay thôi cô chú anh chị, đóng hành lý đồ này kia nữa rồi sắp xếp nhà hàng đồ này kia, dọn dẹp trước khi đi nữa chứ không phải là tự nhiên rồi đi in như vậy được đó, phải dọn dẹp lau chùi sạch sẽ hết đi cho mình đi. Mình đóng cửa mấy tuần á thì nó không về, mình mở lại mình bán nó trơn tru, cho nên là đi thì phải chuẩn bị này kia hết của chú anh chị. Dung thì tại vì Dung lo xa đó. Cái này á của chú anh chị là đùi gà sốt với nấm xếp. Ông sếp ông làm cho Dung thử, tại vì mình phân vân giữa cánh gà với cái đùi gà này. Dung không biết cái nào. Ông xã Dung ăn thì ông xã Dung thích cái cánh gà hơn. Tại vì á, cái cánh gà nó còn giữ được cái vị châu Á đó của chú anh chị. Mình nhồi có nấm mèo là mộc nhĩ đó, rồi bún ta, rồi cà rốt, rồi thịt, rồi này kia đó, nhồi như chả giò vậy đó của chú anh chị. Còn cái này là nhồi về thiên về công thức của Pháp hơn. Cái salad bouquet này nè của chú anh chị, ăn nó đắng đắng, ăn nó đắng đắng như rau má của Việt Nam mình vậy đó. Mà ăn cô chú anh chị nào mà đã từng ăn bồ công anh rồi là y chang như ăn bồ công anh luôn vậy đó.
Dung có theo dõi trên YouTube thì hầu hết các YouTuber rồi các anh chị lấy chồng lấy vợ ở nước ngoài thì cũng đều về Việt Nam sau Tết hoặc trước Tết hết rồi, hoặc ngay trong dịp Tết nữa. Chị hầu như chỉ còn mình gia đình Dung là lọt tọt chưa có về á. Chú có mang cô chú Faustin, tu peux me servir de l'eau. Oh, j'ai que dire badoir. De l'eau, on a tenu avec ça. Nuc. Boire de l'eau. C'est comme nuc tung. Boire de l'eau. Uống nước. Về, về nói với ông ngoại là uống nước là nói được. Đi ba bi uống nước. Uống nước. Nói ông ngoại, uống nước. Uống nước. Khi mà mua vé máy bay á, là Dương mua trực tiếp trên trang web của hãng hàng không Air France luôn, chứ mình không có mua qua những cái trang web bán vé máy bay của chú anh chị. Đồng ý là nó rẻ hơn thật, nhưng mà khi mà mình gặp trục trặc gì mà liên hệ với họ rất là khó. Thì như cái vé của Dương đổi giờ bay như vậy đó, là Dung mới lấy lại cái giờ bay chính xác cách mấy ngày đây thôi. Cho nên là cái người mà làm đổi vé cho Dung ở ngoài sân bay á, thì bà ấy nói là nếu mà liên hệ hãng hàng không không mua tại Air France là ra ngoài đổi tại cái văn phòng của Air France thì người ta không có đổi cho mình. Dung canh vé mấy ngày trời đó cô chú anh chị ơi, mua mới được cái giá vé như vậy đó. Có cái giá vé rẻ, nhưng mà cái lúc mà Dung mua là vé nó nâng lên tới 4.700 lận. Dung phân vân giữa Air France và Emirates, thứ hổm chị Mít về thì của Emirates thì phải đi quá cảnh hai chặng lận, cho nên là chờ ở sân bay cũng hơi lâu mà nó bằng giá tiền. Xong rồi Dung dò dò mấy ngày sau nó lại tụt xuống là còn 3.900 là Dung hốt luôn á. Mình bay của Air France thì hành lý là 23 kg cô chú anh chị, còn hành lý xách tay ở trên là 12 kg. Đó, về nội cho hai tụi nhỏ không là hai cái vali riêng, là đồ ăn sữa sùng này chia cho tụi nhỏ rồi. Tại vì con Dung nó không có uống sữa tươi ở ngoài được cô chú anh chị, nó chỉ uống cái một loại sữa, một từ trước tới giờ lúc mà bỏ sữa bột phải là chỉ uống có một loại sữa nước bây giờ thôi, nhưng đi đâu là cũng phải xách cái sữa đó theo hết. Bánh bao nè cô chú anh chị, là bữa Dung mua bánh bao tươi. Còn cái mình ăn hai cái, còn hai cái Dung bỏ đông lạnh, là nay là dọn tủ lạnh. Cette nuit, tu restes dans ton lit. Couliner de. Mais quand ce soir, quand je vois un rat de la lumière dehors, c'est là que je vais venir. Oh? Ông xã Dung dậy sớm đó cô chú anh chị, 6:30 bữa nào đi học thì 6:30 ông xã Dung dậy rồi đặng lo thay đồ này kia. Sáng là ông xã Dung lo cho tụi nhỏ không mà Dung ngủ nướng nha. Nó xuống bàn rồi đó cô chú anh chị, mà nó còn ăn vậy đó. Je vais faire du kung fu. Du kung fu? Mấy đứa phải phụ xe cho lấy cái nẻ đi. Non. Non. Tôi xin. Tu as tout taché le pyjama? Ouais, ouais. Bah, je suis pas taché. Oui, mais il y a du riz sur toi. Non. Dung cũng xin dừng cái video tại đây nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dung xin chúc cho ông bà cô chú anh chị và các bạn có buổi tối vui vẻ bên gia đình. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Dung là Dung tập ăn chậm chậm lại cô chú anh chị ơi. Nó ăn theo ông xã Dung nó hả, là ăn ông ăn nhanh cốc cười luôn, mình chưa ăn được hai đũa nữa là ông sạch đó. Đi chú bắt được chú mang được thu vi. Kì mua. Ừ. Chú mang được thu vi cho con tôi. Peut-être moi aussi. Vous allez. C'est pour ça que papa, avant, il s'est étouffé. Faut manger lentement et on s'étouffe pas. C'est pas vrai. Eh oui, chérie, t'as raison. Comment toi, tu manges lentement, toi, hein? Je veux pas m'étouffer. Mais non. Je veux pas mourir. Mais non, non plus. Oui, il va finir par mourir. Non. Et je vais avoir t'as un ventre. Bien sûr. Non. Bien, bon.
T'as pas tombé encore dedans, toi, hein? Si, j'ai déjà tombé. Mais vous deux, mais... J'essaie de la s'arracher, mais... T'as trop dur.